Thưa quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Alo Phim Nghe. Vào mỗi buổi chiều thứ bảy hàng tuần, chúng tôi rất hạnh phúc vì được gặp gỡ quý vị để chia sẻ những câu chuyện về những bộ phim, và đặc biệt là cơ hội để chúng tôi được có thể gửi những cuộc trao đổi trò chuyện với những nghệ sĩ mà quý vị yêu mến, để qua đó chúng ta có thể hiểu hơn được bên cạnh những gì họ thể hiện qua các bộ phim là một cuộc sống cũng như những tính cách đời thường rất là gần gũi. Ngày hôm nay thì quý vị sẽ được gặp gỡ với một nữ diễn viên, một nữ ca sĩ rất là xinh đẹp, và chị cũng đồng thời là một người đã ghi được rất là nhiều những thành tựu trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình, mà gần đây nhất chính là với giải thưởng trong một cuộc thi, đó là Hãy Nghe Tôi Hát, một bộ phim đang ra rạp được quý vị quan tâm, bộ phim Sắc Đẹp Ngàn Cân. Và cũng đừng quên, gần 10 năm trước chị chính là quán quân của cuộc thi Ngôi Sao Tiếng Hát Truyền Hình. Đó là ai, quý vị hẳn đã biết rồi. Chúng ta hãy cùng chờ xem trong chương mục Bật Mí nhé. Ngày hôm nay còn có những nội dung đáng chú ý nào, mời quý vị theo dõi. Thưa quý vị, chắc hẳn quý vị đã biết đó là ai rồi, người nữ diễn viên, người nữ ca sĩ với rất nhiều những tài năng. Và ngày hôm nay Như Quỳnh sẽ chào mừng bạn đến với chương trình Alo Phim Nghe, Phương Trinh Julie. Xin chào chị Quỳnh, cũng như là xin chào quý vị khán giả đang ngồi trước màn ảnh nhỏ của chương trình Alo Phim Nghe. Trước tiên thì sẽ thay mặt cho tất cả những khán giả đã rất là yêu mến Phương Trinh, chúc mừng bạn vì gần đây Phương Trinh đã tạo được rất nhiều những thành tích. Như Quỳnh nhắc lại, đó chính là giải quán quân của cuộc thi Hãy Nghe Tôi Hát. Và Như Quỳnh là một fan hâm mộ rất nhiệt thành, bởi vì đã coi hầu hết các cái đêm đó và thấy được sự thể hiện khác biệt của Phương Trinh. Bởi vì là bạn đã thể hiện cho người ta thấy không chỉ là một giọng ca nhạc trẻ, mà còn hát nhạc xưa, nhạc tiền chiến, nhạc bolero rất là hay. Thứ hai là một bộ phim đang nóng ngoài rạp, bộ phim Sắc Đẹp Ngàn Cân, với sự tham gia của Phương Trinh. Và cũng đồng thời nhắc lại, cách đây gần 10 năm ở tại đây, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã vinh danh Phương Trinh trong vị trí quán quân của cuộc thi Ngôi Sao Tiếng Hát Truyền Hình, đúng không? Dạ. Thì nếu như mà so với tuổi đời, về nghề nghiệp, về hành trình của một người phụ nữ, thì Trinh có nghĩ rằng đây là một thời kỳ viên mãn và coi như mình đã thành tựu quá nhiều sự nghiệp và không còn ước ao gì nữa? Thật sự thì đối với Trinh là một người rất là cầu toàn và đặt cái mục tiêu nó cao hơn mà mình đang có. Tại vì mình cảm thấy là hôm nay mình làm vậy, có nhiều người cũng góp ý là mình là cũng tốt rồi, cũng hay rồi, và bây giờ chắc là cũng là đang tỏa sáng rồi. Nhưng mà đối với Trinh thì chưa đủ. Tại vì Trinh luôn có một cái gọi là cái quy định cho bản thân mình là ngày hôm nay phải hơn ngày hôm qua, và ngày mai phải hơn ngày hôm nay. Thì cho nên hiện tại giờ Trinh vẫn thấy mình rất là bình thường, mà mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Ví dụ như là nếu mà sau này có nhận một bộ phim điện ảnh nào đó thì sẽ tìm một cái kịch bản nó lạ hơn, và nó có nhiều đất diễn hơn. Ví dụ như là vai đã nữ nè, hoặc là vai ác mà kiểu mà ác kinh khủng, mà người ta đi ra ngoài đường người ta phải ghét, người ta chọi trứng đó. Thì đó là cái mà Trinh muốn. Thực ra thì Phương Trinh không phải đến bây giờ này mới nổi bật với bộ phim Sắc Đẹp Ngàn Cân, đúng không? Mà Phương Trinh cũng đã từng ghi dấu trong rất nhiều những vai diễn điện ảnh, như là phim Tèo Em nè ha, phim Phanh Cuồng, và sắp tới đây nghe đồn là đóng cả Chí Phèo Ngoại Truyền, phải không? Như vậy là rõ ràng bạn cũng là một gương mặt được lựa chọn của lĩnh vực phim điện ảnh, là một cái cơ hội mà không phải người diễn viên nào cũng có. Nhưng mà Phương Trinh nghĩ như thế nào về về nhận xét của khán giả là Phương Trinh có thừa thực lực, nhan sắc để có thể trội hơn, để làm được ví dụ như là anh Thái Hòa hay là Bảo Chứng Phòng Vé, những cái nhân diễn viên mà khiến họ ra rạp, thì hiện giờ Phương Trinh chưa làm được điều đó, thì tại sao như vậy? Ngẫm đi ngẫm lại thì thời gian mà Trinh đến với điện ảnh thì cũng khoảng một năm gần đây thôi. Tại vì trước đó là ví dụ như Tèo Em hay là phim Để Mai Tính Hai, thì những cái vai Trinh tham gia chỉ là những cái vai rất là nhỏ, vai khách mời rất là nhỏ thôi. Và hầu như là người ta nói là phim điện ảnh nó sẽ là một cái bước ngoặt, nó giống như là mình chuyển từ phim truyền hình qua làm diễn viên phim điện ảnh, thì nó cần phải có một cái sự sâu sắc trong cách diễn của mình hơn. Cũng như là khi mà mình đã đóng, nó không còn là người ta nhìn, người ta không có biết là đóng phim nữa đó, thì mình mới có thể chuyển qua phim điện ảnh được. Điều này cho Trinh thấy là với cái kinh nghiệm mà mình có trong phim điện ảnh thì nó còn quá ngắn. Còn nhìn lại những cái đàn anh đàn chị của mình như là Vân Trang, hoặc là
chị Trương Ngọc Ánh hoặc là anh Thái Hòa, đây là những người có những cái kinh nghiệm đóng phim điện ảnh rất là lâu rồi. Thực ra thì với những gì mà Trinh đã làm được trong hơn 10 năm qua thì rõ ràng Trinh là một người có thể gọi là vận động không ngừng. Thì cái mục tiêu đó có thể sẽ là một cái điểm đến cho mình trong tương lai, đúng không? Bây giờ quay lại với bộ phim Sắc Đẹp Ngàn Cân. Thì rõ ràng thì vai chính là của Minh Hằng và Rob Cường Nguyễn thì mọi người sẽ tập trung nhiều hơn. Nhưng mà trong đó có một vai diễn nữa là vai mà của Phương Trinh. Julie. Như Quỳnh đã xem rồi thì mọi người cũng đã, nhưng ai xem thì chắc biết rồi. Nhưng mà hãy trường hợp là có những khán giả họ chưa xem thì Phương Trinh, Julie hãy thử chia sẻ cho khán giả về vai diễn đó có gì đặc biệt. Phim Sắc Đẹp Ngàn Cân là một bộ phim thực hiện lại từ một bộ phim đã rất là thành công của Hàn Quốc cách đây 10 năm trước. Thì như mọi người cũng biết, cái tỷ giá tiền á, của 10 năm trước nó sẽ cao hơn bây giờ rất là nhiều. Mà phim của Hàn Quốc đã có một số tiền đầu tư nó nhiều gấp 10 lần số tiền của Việt Nam làm hiện tại bây giờ. Thì sẽ có rất là nhiều những cái mà mình không thể nào mà mình đáp ứng đủ cái nhu cầu của bộ phim đó. Nhưng mà xét về cái vai của Jolie nói riêng thì Trinh cảm thấy rất là hạnh phúc vì được nhà sản xuất cũng như là ekip làm đẹp cho mình, ví dụ như là make up hay là stylist, họ đã đầu tư và họ làm cho cái vai của Trinh rất là đẹp. Và trong phim này thì Trinh là một cô gái rất đẹp nhưng hát không hay. Không hát được, chỉ nhảy giỏi thôi. Còn Minh Hằng đóng một cái vai là một cô gái thật là mập và đứng ngoài sau sân khấu hát nhép cho Trinh, cho Jolie trong phim đó. Thì sau này cô mập này phẫu thuật thẩm mỹ thành một cô gái rất đẹp và lấy tên là Hà My, lấy tên là Lily, là Minh Hằng trở thành một cô gái đẹp như bây giờ. Thì Trinh ở trong phim đó đóng vai Jolie là một cái người mà tự nhiên đang ở trên đỉnh cao nghệ thuật, nhưng mà thực sự cái đỉnh cao đó giống như là xây nhà trên cát. Thì khi mà có một cái cơn mưa sập tới thì cát nó sẽ bị lún và căn nhà mà nó không có trong trên nó sẽ không có giữ vững được. Thì Trinh phải cố gắng, Trinh tìm cái cô gái mập ngày xưa hát cho mình đâu rồi để mà mình lôi về đây để mình hát, để mình lấy lại cái danh tiếng. Nhưng mà chưa tìm ra thì cô phát hiện ra là cái cô gái mà đang cạnh tranh với mình trong công ty đó hình như là cô gái mập ngày xưa đã phẫu thuật lại. Và cô Jolie này tìm mọi cách để lấy ra cái bằng chứng để cho mọi người biết là đây là cái cô gái mà mập ngày xưa đang lừa dối mọi người. Thì thực sự cái vai này cô không phải là vai ác như là Trinh mong muốn. Nó có chăng nó chỉ là một cái sự gato của một phụ nữ. Thứ nhất là gato khi mà mình đang là một cái con gà chiến trong công ty, tự nhiên có một cái người khác vô để giành đất của mình, là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là mình đang muốn tìm lại và để đưa cái sự thật đó ra trước công chúng là cái cô gái đẹp này chính là cô gái mập ngày xưa, chứ không phải giống như là nó chưa đến mức độ là chưa tới mức độ mà nó ác nên mà tạt axit hay là tìm cách để giết cô này hay cái gì đó. Thực ra coi phim đó cũng ít có ai đi ghét nhân vật Jolie lắm. Tức là dĩ nhiên người ta sẽ có một chút là người ta nghiêng về cảm tình với cô gái mập kia vì cổ thiệt thòi thời gian đầu, và cảm tình lần sau bởi vì cổ đẹp mà lại hát hay, tức là tài sắc vẹn toàn. Còn thực ra đối với nhân vật của Phương Trinh trong bộ phim đó thì người ta chỉ thấy là dĩ nhiên phàm là phụ nữ người ta có cái đố kỵ, rồi lại làm nghệ sĩ và lại làm những người hào nhoáng thì dĩ nhiên người ta có cái tức tối khi mà cái con đường coi như là vinh quang nó không được thành như ý. Chứ mà như mình thấy đó là một con người cũng đáng thương, đúng không? Một nhân vật đáng thương đấy, tại vì tức là họ không có thể nào sống thật với cái khả năng của họ và họ bị cái ảo của cái hào quang nó bơm cho họ lên, và khi chế với thì họ sẽ rơi vào cái trạng thái là mất kiểm soát. Nhưng mà cái khúc cuối cùng khi mà mọi chuyện nó vỡ lẽ ra và ngồi tôi tập trung hết vào nhân vật của Minh Hằng thì nhân vật của Jolie hoàn toàn biến mất, và cũng không biết là đó là một cái điều mà Trinh cảm thấy rất là tiếc. Có nghĩa là trong cái phim mà đã quay á, đã quay chưa có dựng thành bản phim này thì phim Hàn Quốc có tới 120 phút, nhưng mà phim Việt Nam thì quy định chỉ có 90 phút thôi. Mà như Quỳnh đã biết, 30 phút trong phim điện ảnh nó rất là nhiều điều để kể. Chỉ cần nhiều khi 2 phút thôi cũng đủ cho mình một cái scene hình là đúng khoảng rồi. 3 giây thôi là đúng để giải thích là cô Jolie này có đồng cảm với cái cô gái đó hay không, hay là cô Jolie này vẫn ghét cô gái đó hay như thế nào. Thì lúc mà quay là có cái cảnh là khi mà nghe Minh Hằng đứng trên sân khấu để mà thú nhận mọi người, thì là cái bản thân của một người đang đi tìm sự thật và muốn cái cô mập này phải cho mọi người biết. Thì bây giờ cổ đã tự thú rồi. Đúng rồi, thì mình sẽ có một sự đồng cảm khi mà cổ ôm ba của mình. Tại vì bất kỳ con người nào, cho dù ác cái nào đi, thì trong lòng mình vẫn có một cái thiện. Và Jolie trong phim đó cũng có cái thiện. Và có cảnh là Jolie cũng cảm động, cũng khóc theo. Nhưng mà do em nghĩ chắc là không có đủ thời gian, cho nên là cảnh nó bị cắt đi. Và nó rất là tiếc. Những gì mà Phương Trinh thể hiện trong bộ phim này, như mình cũng rất là thích cái cách bạn diễn. Tiếc rằng đất diễn nó chưa được nhiều. Bởi vì như đã nói thì
Với những cái việc theo dõi cái hành trình của Phương Trinh sẽ thấy rằng bạn là một người có rất là nhiều những cái tài năng tiềm ẩn. Mà tiếc rằng là hình như cái cơ duyên nào đó trong nghề mà Phương Trinh cứ bị hơi hẩn một chút xíu. Ví dụ như quay lại về phim truyền hình, đây chính là sở trường ban đầu của Phương Trinh đúng không? Quý vị cũng biết là Phương Trinh đóng nè Dù Gió Có Thổi, Mẹ Chồng Nàng Dâu và một cái loạt bộ phim, và thậm chí là vai chính không à, chứ chẳng phải là vai phụ. Nhưng bảo rằng là hiện nay Phương Trinh có phải là ngôi sao hạng A trong lĩnh vực phim truyền hình hay chưa? Tức là bộ phim nào người ta cũng sẽ nghĩ đến Phương Trinh thì cũng chưa. Thì quay lội ngược lại với phim truyền hình thì Phương Trinh cảm thấy thế riêng trong lĩnh vực mà gọi là khá là đơn giản, khá là dễ cho mình thể hiện đó, Phương Trinh còn bị thiếu cái cơ duyên nào mà khiến cho trong lĩnh vực đó Phương Trinh cũng không thực sự tỏa sáng hết tài năng của mình? Nói như vậy thì thực sự cũng không đúng lắm. Tại vì hiện tại bây giờ cái giá cách xê là cái giá, cái mà để đánh giá cái người diễn viên nó có phải là hạng A hay không. Thì cái giá cách xê của Trinh rất là cao. Và nhà sản xuất họ cũng sẵn sàng, họ chấp nhận cái mức cách xê mà Trinh đưa ra. Thời điểm ra. Đó là gần đây hay là từ hồi nào đến giờ? Trinh dừng đóng phim điện ảnh cách đây 2 năm. Truyền hình? Phim truyền hình cách đây 2 năm. Tức là thời điểm từ đó trở về trước là giá cách xê đã cao rồi. Kể từ đó trở về trước giá cách xê đã cao rồi. Và hiện tại bây giờ nếu mà mời Trinh đóng thì cũng có rất là nhiều người mời, và chỉ toàn là vai chính không thôi. Nhưng mà như là Trinh đã nói thì mình đã đóng rất là nhiều phim truyền hình, cũng như là có đa dạng những cái cá tính kiểu vai rồi. Ác cũng có, hiền cũng có, rồi khổ cũng có, rồi kiểu ngây thơ hồn nhiên cũng có. Nhưng mà Trinh mong muốn là có một bộ phim nào nó thật sự nó làm cho mình cảm thấy là mình có một cái sự yêu thích, mà đôi khi cái giá cách xê nó không cao lắm mà mình cũng sẵn sàng mình chấp nhận, mình nhận cái phim đó luôn. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề hiện tại đang xảy ra trong phim truyền hình là kịch bản. Kịch bản bây giờ nó đang bị quá nhiều phim cho nên bị mất ý tưởng. Trùng lắm. Và không, nhiều khi cái kịch bản này gửi trên phim này, trên đọc qua thấy ok cũng rất là hấp dẫn, nhưng mà cái một cái kịch bản phim gửi tới để mà hai cái phim cùng gửi một lúc và cảm thấy nó cũng giống giống, nó không có gì đặc biệt. Cho nên là bây giờ Trinh tập trung nhiều hơn cho phim điện ảnh. Tại vì thứ nhất là dù sao thì phim điện ảnh người ta cũng dùng tiền rất là nhiều để người ta đầu tư vào, và người ta sẽ lựa chọn kịch bản rất là kỹ. Phim truyền hình thì sẽ cố gắng quay trở lại trong thời gian sớm nhất để có một cái bộ phim nào đó ra mắt cho khán giả phim truyền hình. Tại vì thực sự bản thân Trinh cũng đang rất là mong muốn tìm một cái kịch bản thật hay để đóng ít thôi, nhưng mà chất lượng. Tức là đến giờ phút này đối với Trinh tiền bạc không còn là vấn đề hay sao? Tại vì gần đây nhất khán giả có hơi bị sốc với một cái tiêu đề một bài báo Trinh nói rằng là chỉ yêu anh nào kiếm được 100 triệu. Thì dĩ nhiên thực ra thì về mặt cảm giác khi người ta đọc một bài báo thì người ta sẽ nghĩ cô này là một cô gái vật chất, đúng không? Đầu tiên người ta sẽ thấy cô đặt cái vấn đề tiền bạc làm cái tiêu chuẩn đầu tiên, chứ không phải là anh nào tôi rất là yêu hay là anh nào là một người rất là chia sẻ tinh thần hay cái gì đó. Thì người ta sẽ cảm tưởng là cô này cổ tần cần tiền. Thứ hai là chính Trinh cũng thừa nhận là Trinh đi lên từ nghèo khó và vất vả, cho nên Trinh quý trọng đồng tiền. Nên bây giờ Trinh có vất vả lao lực để kiếm tiền thì người ta cũng hiểu thôi. Nhưng mà rõ ràng một Phương Trinh ở đây đang nói rằng là cô ấy không cần tiền lắm, chỉ cần một bộ phim hay. Có một cái cuộc cách mạng nào về mặt tài chính rồi chăng? Thứ nhất là chúng ta không thể nào đánh giá một cái con sông nó dài hay ngắn chỉ qua một đoạn sông. Mà chúng ta phải nhìn từ cái đầu, cái khởi nguồn của con sông đó và cái hạ nguồn của con sông đó là ở đâu. Giống như là cái một bài phỏng vấn, chúng ta không thể nào lấy ra một vài chữ trong cái bài phỏng vấn để mà đánh giá cả một cái con người và cả một cái tính cách của con người trong bài phỏng vấn đó. Đôi khi đó chỉ là một cái tiết để người ta tìm trong cái bài phỏng vấn một vài chữ để người ta đem ra để cho độc giả mong muốn và thích để mà click vào để xem. Bản thân Trinh thì là một người không phải là xe xua vật chất. Như mọi người cũng biết, Trinh không phải nổi tiếng về những cái món đồ hiệu hay là căn nhà biệt thự hay là xe sang hàng tỷ gì đó. Nhưng mà cái mà mọi người nhớ đến Trinh là gì? Là những bộ phim Trinh đóng, những cái ca khúc mà Trinh hát và những bộ phim điện ảnh mà Trinh đã tham gia. Thì quay trở lại vấn đề này, trải qua 11 năm trong nghề chứ không phải là 1-2 năm đầu tiên. Và mọi người cũng nhìn thấy cái sự đóng góp của Trinh đối với nghệ thuật. Nó không bao giờ ngừng lại. Đóng phim nè, quay MC nè, rồi đóng phim điện ảnh nè, đi hát nè, chụp hình nè, làm tất cả mọi thứ mình có thể. Và càng ngày thì cái giá cách xê mình nó càng nhiều hơn.
Cho nên bây giờ mình sẽ chắt lọc lại, mình lựa những cái nào chất lượng và tốt, cũng như là có cái cách xe cao để mà mình có thể mình tập trung vào một cái đó thôi. Mình không bị sao lãng ở những cái việc khác nữa. Quay trở lại cái vấn đề người yêu, thì cái câu mà Trinh nói là trọn vẹn là như vậy nè. Cô phóng viên hỏi là mục tiêu và tiêu chuẩn của người bạn trai hay là người chồng tương lai của Trinh là gì? Thì Trinh trả lời là người đó có một cái thu nhập cũng kha khá, có một sự chung thủy và có cái tri thức nhiều để mà Trinh cảm thấy là mình có thể học hỏi ở người đó được một cái điều gì đó trong cuộc sống. Và cái cách mà người ta đối xử với những người xung quanh, nó cũng phải có lòng nhân ái và khoan dung. Đó là cái trọn vẹn cái câu Trinh nói. Và xong rồi cái câu hỏi cụ thể phóng viên vậy cụ thể cái số tiền đó là bao nhiêu? Thì Trinh nói là chắc tầm khoảng 100 triệu quá. Tại vì số tiền mà Trinh kiếm được mỗi tháng nó nằm ở trong cái con số đó. Thì mình mong muốn, ý mình mong muốn là cái mặt bằng của bạn trai mình là bằng mình hoặc là hơn mình. Đúng rồi. Tại sao người xưa người ta có câu là nồi nào úp vung nấy, hay là môn đăng hộ đối, nó đều có cái ý nghĩa của người xưa người ta truyền lại. Trinh có bao giờ tự hỏi lại rằng là sự xinh đẹp, tài năng và cả cái tiềm lực tài chính đang là một bước cản cho mình khi người khác đến với mình hay không? Trinh thì nghĩ ngược lại. Tại vì thứ nhất là cái môi trường sống của từng người nó sẽ quyết định cái tiêu chuẩn cũng như là cái người đó nó đến với mình sẽ như thế nào. Thực sự cái công việc nghệ sĩ nó sẽ có một cái nó hơi khó khăn hơn trong việc lựa chọn một cái người đến với mình. Tại vì mình không biết là được là người ta có yêu mình hay không, hay là người ta đến với mình vì một cái lý do gì đó. Vì vậy mà cũng rất là khó để mình tìm được một cái người mà mình tin tưởng và mình giao trọn trái tim của mình cho người đó. Xét về vấn đề là một người phụ nữ mà khi mà mình tự chủ được cuộc sống của mình thì mình là một người rất là tự tin. Và khi mà mình tự tin thì mình sẽ kén chọn hơn trong việc lựa chọn người đàn ông của đời mình. Tại vì như Quỳnh biết, trong cái cách mà Trinh chia sẻ cũng như là trong những cái câu mà Trinh đã chia sẻ trên báo là Trinh là một người rất là thẳng tính. Cái thẳng tính ở đây nó là kiểu có hai dạng người thẳng tính. Một là trong đầu không nghĩ gì hết, nghĩ gì nữa đó thôi, và không cần biết hậu quả của nó. Nhưng mà Trinh là một người sống thật, có nghĩa là mình nói nghĩ là câu này rồi, mình nghĩ kỹ rồi, và mình biết được cái mà câu mình nói ra nó sẽ có hai luồng ý kiến. Một ý kiến là đồng tình và một ý kiến là phản đối. Nhưng mà mình chọn sống thật nên mình sẽ nói, nhưng mà sẽ có một cái số người họ sẽ hiểu được. Thì những cái số người đó là những cái số người mà Trinh mong muốn đó sẽ là cái đối tượng khán giả của mình. Nó đối phải tượng nằm tình yêu của mình luôn. Và đối tượng tình yêu của mình luôn. Tại vì cái mà lúc đầu Trinh nói là một người có tri thức. Và đối với một người có tri thức thì họ sẽ nhìn nhận một cái vấn đề nó rất là cặn kẽ. Chứ không phải là nhìn một cái tảng băng và định nghĩa cái tảng băng đó qua cái phần nổi của nó. Nhưng mà Trinh có sợ về góc độ thời gian dành cho phụ nữ không nhiều hay không? Ví dụ như Trinh có đặt một cái giấy mốc nào là bao nhiêu tuổi thì phải rút ngắn cái cuộc tuyển chọn này lại. Có thể là hiện giờ thì có rất nhiều anh, nhưng mà thực ra chưa anh nào xuất sắc lắm nên Trinh cũng sẽ để đó. Nhưng mà ví dụ đến một cái điểm nhất định thì Trinh quyết định là thôi chốt hà không? Quyết định như vậy không? Thật sự thì hiện tại bây giờ cuộc sống của Trinh cũng không có phụ thuộc vào ai cả. Và như cái câu mà Trinh nói đó, người chồng của Trinh có được cái thu nhập như vậy thôi. Chứ Trinh không hề nói là người đó cho mình số tiền mỗi tháng là số tiền như vậy. Người ta làm, người ta giữ đó. Mình làm, mình giữ đó. Và nếu mà mình lấy nhau thì mình cùng nhau xây dựng gia đình thôi. Thật sự phụ nữ mình á, bị cái là cái lứa tuổi mình nó trôi qua, và tuổi xuân mình nó cũng trôi qua, cũng như là nhan sắc của mình nó cũng trôi qua theo. Đàn ông nhiều khi 70 tuổi nhìn vẫn rất là phong độ. Đúng rồi. Nhưng mà phụ nữ mà 70 là thấy nó già dữ lắm rồi. Không có là 40 là mấy người rồi đó em ạ. Bà nhảy á, cho nên là Trinh có định gì không? 35 hay là đối với Trinh là 30? Bây giờ 30 rồi. Ok. Trời, người ta tưởng 18, Trinh người ta tự thú nhận. Trinh không có ngại chia sẻ tuổi trên truyền hình, tại vì như vậy nè. Khi mà mình chia sẻ một cái tuổi mà nó cao và cái vẻ ngoài mình nhìn nó trẻ trung tươi tắn thì người ta khen, đúng không? Thì đó mới là một cái sự mà để người ta ngưỡng mộ. Còn nếu như mà mình khoe lứa tuổi mà nó đúng với cái ngoài mình thì không có gì đặc biệt hết cả. Tập yoga.
Quay trở lại với câu chuyện về âm nhạc, thực ra đây mới là khởi đầu đầu tiên của Phương Trinh, chứ không phải là diễn viên như chúng ta đang nói nãy giờ. Bởi vì giải thưởng đầu tiên năm 2006 đó chính là quán quân cuộc thi ngôi sao tiếng hát truyền hình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thì những tưởng rằng là những cái mốc như vậy thực sự nó sẽ đưa cuộc đời mình về mặt nghề nghiệp sang một trang mới, nhưng mà chắc chính Trinh cũng thừa nhận là hình như cũng chẳng có một cái đột phá nào nhiều lắm, ngoài việc Trinh được biết đến. Nhưng mà để tạo thành một ca sĩ có những bản hit hay là một người ca sĩ được săn đón trong các sự kiện thì lúc đó là chưa, đúng không? Quay lại thời điểm gần 10 năm trước đó thì Trinh hãy nhìn lại cái chặng đường đó để coi là mình gặp những khó khăn gì. Mỗi người sinh ra thì đối với Trinh nó sẽ có một cái sự may mắn. Cái may mắn của Trinh là bất kỳ cuộc thi âm nhạc nào mà Trinh tham gia, Trinh cũng được giải nhất. Chắc có lẽ là người ta gọi là tổ đó, tổ đãi. Nhưng mà cái may mắn ở đây nó có phát triển được hay không còn phải nhờ vào những cái yếu tố xung quanh, môi trường, con người và những cái thuận lợi trong công việc của mình. Ở lúc đó thì thứ nhất là cái môi trường sống thì Trinh mới ở từ quê, ở An Giang, mới lên Sài Gòn thôi. Mình đường Sài Gòn mình chưa có rành nữa. Và gia đình mình thì cũng không có điều kiện để mà có một cái số tiền thật là lớn để đầu tư cho mình. Như Quỳnh cũng biết là khi mà trong giới, đặc biệt là ca sĩ, sẽ tốn rất là nhiều tiền để mà đầu tư. Quỳnh cũng biết là khi mà được giải nhất như vậy á, xong mà cái ít đi hát mà đóng phim không là kiếm tiền đó, nghĩa là đóng phim để dành tiền. Xong mà khi mà để dành tiền đủ rồi đó mới làm album. Mà làm album xong lại hết tiền, là hết tiền PA, lại đóng phim tiếp. Cho nên là nó cứ bị lận đận trong công việc ca hát là như vậy. Nhưng mà cũng một phần nữa là do hình như là cái duyên về việc gặp được những cái bài hát nó phù hợp với giọng mình hay thị hiếu của người ta cũng chưa đến với Trinh, đúng không? Cái điều đó cũng giống như là bắn pháo hoa mà đúng đêm giao thừa vậy đó. Có nghĩa là phải đúng bon. Đúng rồi. 12 giờ thì mới pháo hoa nó mới bắn lên. Chắc là chưa tới giao thừa của Trinh. Pháo hoa chưa được bắn lâu đâu. Tại vì đó là có những bạn trẻ là những ca sĩ vô danh. Đúng rồi. Bạn chỉ cần một bài hát thôi và bạn sẽ tỏa sáng. Thì cái này nó thuộc về đúng là mình gọi là cái duyên về mặt nghề nghiệp thì cũng không thể nói được. Thì ngược lại trời lại đãi, tổ lại đãi cho Trinh về con đường phim ảnh, đúng không? Và bây giờ thì tiếp tục một lần nữa gần 10 năm sau. Thực ra khi mà Trinh đi thi Hãy Nghe Tôi Hát á, đây là một cuộc thi của dành những người chuyên nghiệp nhưng lại hát cái dòng nhạc của những người ngày xưa. Và khán giả là những người cũng khá là lớn tuổi. Thì rõ ràng cái sự khắc khe họ sẽ nhiều hơn rất là nhiều cái thời mà ngôi sao tiếng hát truyền hình, đúng không? Rõ ràng lúc mà Trinh đi thi thì cũng không ai nghĩ Trinh sẽ đạt giải cao như vậy. Tại vì nghĩ rằng là Trinh một ca sĩ nhạc trẻ này. Rồi thường người ta hay nghĩ rằng những nhạc trẻ không phải là cái giọng hát hay hay không hay đâu, mà là cái cảm thụ của mình nó sẽ không có được sâu để mà mình bộc lộ được hết cái chất của bài hát đó. Thì những cái bài hát mà Trinh hát như gần đây nhất, cái đêm chung kết thì phải, thì như mình có xem lúc đó Trinh hát bài Mùa Thu Chết của nhạc sĩ Phạm Duy Phổ, từ thơ của một nhà thơ bên Pháp. Thì lúc mà khi mà ra giới thiệu Trinh hát bài đó thì những khán giả bên ngoài người ta sẽ nghĩ là cô này không hát bài này được đâu. Thì rõ ràng người ta nghĩ bài này làm sao, bài này phải Lệ Thu, Thái Thanh, bài này phải Khánh Ly, bài này mà một cái cô đẹp đẹp, trẻ trẻ mà chuyên nhảy nhót, chuyên hát những cái bài trẻ trung thì người ta ngờ vực. Nhưng chính là trong cái ngờ vực đó khi mà Trinh thể hiện bằng một cái sự rất trẻ trung nhưng mà rất là lắng động thì người ta sẽ thừa nhận tài năng của Trinh. Thế thì sau cái Hãy Nghe Tôi Hát này một lần nữa, sau chặng đường 10 năm thì dĩ nhiên không còn ai có thể dám nghi ngờ gì cái năng lực về mặt ca hát của Trinh, đúng không? Vậy thì bây giờ Trinh có một cái chiến lược gì để thực sự mình phải ghi dấu ấn cho lĩnh vực này? Nhìn lại cái quãng đường mình đã đi qua trong con đường âm nhạc và mình cảm thấy là giống như mình đang được giao cho phải trồng một cái hạt, hạt giống trên một cái mảnh đất sa mạc và biến nó thành một cái ốc đảo có nước và có cây xanh. Thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn là một người được giao cho một cái hạt giống và gieo trên một mảnh đất đã màu mỡ và rất là dễ để có thể đâm chồi nảy nhánh rồi. Trên nghĩ cuộc đời này á, mỗi người có một cái số phận và một cái duyên. Tại sao người ta nói nghề nghiệp? Tại sao lại dịch là nghề nghiệp? Nghề là cái nghề mình đang làm. Nghiệp là cái gì? Nghiệp là cái nghiệp mà mình sẽ gắn liền tới công việc đó. Và Trinh là một người cũng sống duy tâm lắm. Cho nên Trinh nghĩ là mình cứ hết lòng với công việc của mình đi. Mình hãy cứ yêu thích công việc của mình đi. Và mình hãy làm cái việc đó giống như là lần cuối cùng mình được làm. Thì sẽ có một ngày nào đó mình sẽ gặt hái được cái kết quả như mình mong muốn. Và để mình nhìn lại thì nếu mà lỡ sau này mình đã theo nghề 20 năm đi mà mình vẫn không có được một bài hit nào hay như thế nào đó thì mình vẫn không hề hối tiếc, vì dù sao thì mình cũng đã làm hết sức của mình cũng như là bằng cái niềm đam mê của mình rồi.
Thực ra đó cũng là một thông điệp mà từ Phương Trinh như Quỳnh sẽ muốn chia sẻ với khán giả, là không chỉ trong chuyện nghệ thuật hay là bất kỳ một ngành nghề nào, hay là bất kỳ kể cả trong chuyện học hành, trong chuyện đời sống, trong chuyện ứng xử, thì cái điều mà mình luôn luôn sẽ lựa chọn đó là mình hãy làm tốt nhất có thể cái năng lực mà mình có. Còn lại thực ra thì mà nói được hay không được, thành công hay không thành công, đó là chuyện của trời. Chúng ta không thể nào có thể mà thay đổi cũng như là quán xuyến hoặc sắp đặt bất cứ một điều gì, chỉ cần chúng ta thanh thản với những cái lựa chọn đó là đủ. Thì với cái tâm thế này, mặc dù Phương Trinh nói cổ 30 tuổi nhưng như Quỳnh vẫn cảm thấy đó là một cô gái rất là trẻ, đã kịp có những suy nghĩ như vậy trong cái bước đường nghề nghiệp của mình, thì không có lý gì cuộc đời và tạo hóa không đem đến những điều tốt đẹp cho Trinh. Thì đó cũng là một lời chúc mà Như Quỳnh xin được thay mặt khán giả gửi đến cho Trinh, và tin chắc rằng bước đường sắp tới của Trinh sẽ tỏa sáng rực rỡ. Thật sự thì Trinh cũng rất là vui khi mà hôm nay ngồi tại trường quay này và được chia sẻ sâu hơn những cái gì mà mọi người vừa đọc được hay vừa nghe được lát tháng đâu đó trong những trang báo mạng hay là bạn bè kể gần đây về Trinh. Và hy vọng là với những sự cố gắng của Trinh thì mọi người sẽ nhìn nhận nó và luôn dành tình cảm tốt đẹp cho Trinh như là từ đầu tới giờ. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì tạm biệt Phương Trinh Jolie, chúng ta sẽ cùng đến với chương mục phim mới. Phim mới. Xin chào quý vị khán giả, Khôi Trần và chuyên mục phim mới trong chương trình Alo Phim Nghe rất vui được gặp lại tất cả quý vị. Hôm nay thì Khôi Trần sẽ điểm qua hai bộ phim mới nào nhé, xin mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Đầu tiên, Khôi Trần xin phép được chia sẻ về bộ phim Làm Rễ Lần Hai, phát sóng trên kênh HTV7 lúc 16:45 do Hàn Quốc sản xuất. Quý vị hẳn đã biết á, vì muốn thực hiện lời hứa với người vợ quá cố rằng hãy chăm sóc mẹ chúng ta, Hyun-tae đã coi bà Jin-suk như là mẹ ruột và dự định sống trọn đời với mẹ vợ và con trai. Tuy nhiên thì duyên nợ lại đến, anh quyết định kết hôn lần nữa với Suki-un và đưa cô về sống chung với người mẹ vợ trước. Suki-un phải chịu nhiều cay đắng vì bị bà Jin-suk giày vò. Tuy nhiên, liệu bà Jin-suk sẽ thế nào khi biết được sự thật về thân thế của Suki-un? Câu hỏi này thì Khôi Trần rất mong sẽ được chính quý vị giải đáp. Xin đừng bỏ qua các tập tiếp theo của Làm Trễ Lần Hai quý vị nhé. Phim được phát sóng vào lúc 16:45 phút trên kênh HTV7 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Tôi có pha nước mật ong cho nó nè. Không cần đâu, nó mệt nên đi ngủ rồi. Ôi trời, đúng là một ngày không thể nào quên được. Ôi, tôi cũng mệt mỏi quá. Suki-un có gọi cho mình không? Con bé nó tắt điện thoại luôn rồi. Cái con nhỏ này. Suki-un, nó sẽ không sao chứ mình? Sẽ tìm được sớm thôi. Con gái lần đầu kết hôn mà. Trên HTV7 lúc 11 giờ, mời quý vị đón xem bộ phim Những Cô Nàng Rực Rỡ do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Gwyneth là mẹ của ba cô gái tuổi vị thành niên bị chồng bỏ rơi. Gwyneth tìm đến Istanbul để gặp một người đàn ông giàu có bí mật, hy vọng là sẽ kiếm được một khoản hời để lo liệu cho các cô con gái của mình. Hành trình đó vô tình đưa Gwyneth vào một cuộc phiêu lưu tình ái thú vị, ngọt ngào nhưng cũng không kém phần cay đắng. Cô Trần xin được phép nhắc lại, Những Cô Nàng Rực Rỡ đang được phát sóng trên HTV7 vào lúc 11 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Celine, con chờ một chút. Ali, con cũng vậy. Con sẽ ở lại nhà của mẹ. Con sẽ chở Celine và đi thẳng về nhà. Bọn ta sẽ đi theo con, nhanh lên. Tại sao con phải nghe lời của cha chứ? Dậy dần đi. Hello, Ali. Con trai à, đừng làm cho ba tức giận như vậy con à. Con à, hãy đến đây vào ngày mai được không con yêu? Nhanh lên. Nhanh lên. Còn bây giờ, mời quý vị theo dõi lịch phát sóng trong tuần để tiện đón xem những tác phẩm mà mình yêu thích nhé.
Đến đây thì cô Trần phải chào tạm biệt quý vị rồi. Xin hẹn gặp lại và chúc quý vị có một cuối tuần thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại. Và thưa quý vị, đến đây thì Như Quỳnh xin phép được tạm khép lại chương trình Alo Phim Nghe. Bất cứ lúc nào quý vị muốn đóng góp thông tin, hãy đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi bằng hai cách. Đó là số điện thoại 9100727 hoặc địa chỉ email alofimnghe@gmail.com. 14:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7, đó chính là khung giờ quen thuộc của chương trình. Hãy là thường xuyên giữ liên lạc với chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.